Một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra lúc 11 giờ trưa nay. Chiếc xe chở 51 hành khách thuộc Hội Hữu nghị Việt Thái trên đường từ Quảng Bình ra Nam Định để tham dự cuộc gặp mặt đầu năm thì gặp nạn và đã lật nhào xuống nhà dân thuộc địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, khiến 11 người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên cùng lực lượng cứu hộ đã tổ chức giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe. Toàn bộ 11 nạn nhân, hầu hết trong số đó là nữ, đã được chuyển thẳng ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Thông tin ban đầu từ phía bệnh viện cho hay chỉ có một trong số 11 nạn nhân nhập viện là bị thương nặng, số còn lại chủ yếu bị chấn thương tay, chân, đầu.